Xin kính chào quý vị các bạn trẻ yêu âm nhạc thân mến. Sau một thời gian vắng bóng trên làn điệu thế giới âm nhạc xanh, và bây giờ ban nhạc sông quê chúng tôi cũng như Đức Tuyền và Thành Lý đã quay trở lại cùng với toàn thể quý vị các bạn trẻ yêu âm nhạc. Và theo yêu cầu cũng như các bạn trẻ yêu âm nhạc trong thời gian vừa qua, ban nhạc sông quê chúng tôi sẽ không làm phụ lòng mong mỏi và cũng như tình cảm của quý vị và các bạn dành cho ban nhạc sông quê chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thay mặt cho anh em trong ban nhạc sông quê chúng tôi, Đức Tuyền xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành, đóng góp ý kiến và cũng như dành sự ngưỡng mộ với ban nhạc sông quê chúng tôi. Và để góp một phần nhỏ trong thế giới âm nhạc này, sau đây ban nhạc sông quê chúng tôi xin được gửi đến toàn thể quý vị và các bạn trẻ những tình khúc quê hương với những giai điệu vượt mà ấm áp và giàu tình quê hương, giúp quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại 0166528891 hoặc số điện thoại 0169377571. Ban nhạc sông quê chúng tôi rất mong được sự đóng góp của quý vị và các bạn dành cho